cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ mang đến cho các anh chị và các bạn và review cho tất cả các anh chị và các bạn một cái sản phẩm uống rất là tuyệt vời, duy trì vóc dáng và làm da cho chúng ta rất là tuyệt vời, đó chính là bột cần tây Cytokata. Thì chúng ta cũng đã biết được rằng là cái bột cần tây ấy, là cái công dụng của nó cực kỳ tuyệt vời rồi, trong cái việc mà chống oxy hóa, thải độc da và nó duy trì cho chúng ta một cái vóc dáng rất là thon gọn. Tuy nhiên, đâu mới là cái loại cần tây mà chúng ta cần tìm? Thì đấy chính là cái bột cần tây Cytokata với công nghệ sấy lạnh từ Nhật Bản nhé mọi người nhé, rất là tuyệt vời, và nó sẽ giữ được 99% cái hàm lượng nguyên chất của cái bột cần tây đấy để chúng ta sử dụng, và nó đảm bảo an toàn nhất cho chúng ta. Thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ review kỹ chi tiết cho mọi người, và để mọi người có thể cập nhật thêm những cái thông tin mới về những cái sản phẩm mới thì mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0899929233, để khi mà mọi người cần tư vấn hỗ trợ gì thì mọi người có thể liên hệ được luôn nhé. Thì đây chính là cái hộp cần tây Cytokata, một cái hộp này nó sẽ có là 20 gói nhỏ phía trong, và mỗi gói của nó là 5g. Đấy, mỗi gói nó 5g. Thì ở trên mỗi gói ấy, mọi người thấy cái thiết kế của nó rất là đẹp không? Mình cực kỳ thích cái thiết kế của Cytokata, và nó là một cái hộp rất là đẹp. Cái hộp này thì mình đang bóc ra mình sử dụng nhé. Với trên cái hộp còn nguyên ấy thì nó sẽ có một cái tem phản quang như thế này để nó bảo vệ sản phẩm này. Mọi người thấy nó phản quang không? Đấy, và mặt đáy của sản phẩm này đó. Thì cái bột cần tây sấy lạnh này á, thì nó là cái thành phần của nó thì có in trên hộp rất là rõ nhá. Bột cần tây tươi mỗi gói 5g. Mỗi gói 5g mà mọi người nhìn thấy bột cần tây tươi lên đến 4,5g rồi. Đấy, cho nên là cái hàm lượng cần tây của nó rất là lớn. Ngoài ra thì nó còn chứa là mầm đậu xanh 150mg, chiết xuất cỏ ngọt 20mg, chiết xuất sâm tố nữ 30mg. Đấy, và một số những cái lị hương hoa quả các kiểu nữa. Đấy, và hướng dẫn sử dụng ý thì... cho những cái người mà có cái nhu cầu mà muốn duy trì một cái vóc dáng thon gọn ý, thì chúng ta có thể là sử dụng là... khoảng là 2 gói một ngày nhá, chia làm 2 lần uống đấy. Còn nếu như mà các anh chị nào mà duy trì vóc dáng thì mình nghĩ là khoảng uống khoảng 1 gói là được rồi. Còn anh chị nào mà muốn giảm cân đều đặn ấy thì chúng ta sẽ uống 2-3 gói một ngày nhá. Đấy, chúng ta pha với khoảng 60-100ml nước và khuấy đều. Sau đấy chúng ta nếu mà thích uống đá thì chúng ta cho đá vào chúng ta uống là được đó. Và uống trước ăn nhé. Nếu mà muốn giảm cân thì uống trước ăn 30 phút là rất là tốt. Đấy, và đặc biệt phù hợp cho những người mà bị thừa cân, người da rẻ khô sạm, kém săn chắc, muốn làm đẹp da và thanh lọc cơ thể. Bởi vì cái bột cần tây này ấy, nó chứa rất là nhiều những chất chống oxy hóa và nó sẽ giúp làm đẹp da của chúng ta rất là tốt nhá. Phía trong của cái hộp ấy thì nó sẽ có một cái thông tin về sản phẩm này. Đấy, thì nó sẽ hướng dẫn cho mình rất là kỹ. Đấy, và của cái Cytokata này thì trên cái thông tin về sản phẩm nó ghi rất là rõ, đó là bột nước ép cần tây Cytokata được sản xuất theo quy trình công nghệ chiết sinh học và công nghệ sấy lạnh Nhật Bản, giúp giữ nguyên dưỡng chất và độ tươi ngon như nước ép tự nhiên. Nó có tác dụng đặc biệt trong việc thải độc, giảm cân và tăng cường nội tiết tố nữ nội sinh nhá mọi người nhá. Đấy, và ngoài ra thì Cytokata nó sẽ giúp giảm mỡ máu, huyết áp và cholesterol, ngăn ngừa ung thư, sỏi thận, có tác dụng lợi tiểu, tốt cho tiêu hóa, xương khớp. Đấy, liên quan đến nó hỗ trợ điều trị mất ngủ rất là tốt và trẻ hóa làn da cho chúng ta. Nên là khi mà các chị em và các bạn sử dụng cái Cytokata này cực kỳ là tuyệt vời luôn ý. Đấy, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Và ở mặt kia còn lại của cái hộp sản phẩm thì có ghi rất là rõ cái thời hạn sử dụng này, số lô, ngày sản xuất này, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Và đây là cái sản xuất tại công nghệ dược phẩm cao Nanofrank. Đấy, các anh chị nhé. Đấy, thì như vậy thì chúng ta cũng đã biết được là cái cần tây Cytokata, cái công dụng của nó tốt như thế nào, nên là chúng ta sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời các chị em ạ. Và cái Cytokata này thì nó sẽ giúp chuyển hóa đào thải mỡ rất là tốt, cho nên là nó rất là phù hợp để cho chị em nào mà muốn giảm cân và duy trì vóc dáng nhá. Và nó sẽ làm giảm cái cảm giác thèm ăn. Đấy, nó bổ sung khoáng chất giúp cơ thể dẻo dai đó, và thanh lọc cơ thể, cân bằng nội tiết tố nữ. Đấy, thì cái ưu điểm của cái Cytokata này đó là nó sở hữu cơ chế tác động đa chiều giúp chúng ta có vừa có da đẹp, dáng thon. Sản phẩm làm từ bột cần tây tươi và các cái thảo dược lành tính, vậy nên là không có tác dụng phụ và được sản xuất trên công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản, cho nên là các cái dưỡng chất trong cái thành phần được bảo toàn đấy, rất là hiệu quả cao. Nguồn gốc xuất xứ thì rất là rõ ràng, và cái sản phẩm này giá cả của nó thì khá là hợp lý đấy mọi người ạ. Và sản phẩm đã được
cấp phép đầy đủ bởi Bộ Y tế nên là chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng nhất. Còn cái cách kiểm tra hàng chính hãng ấy, thì khi mà lấy hàng về ấy, thì chúng ta cứ kiểm tra cái hộp nó phải còn nguyên vẹn nhé. Cái hộp này là mình bóc ra rồi và nó có cái tem phản quang là điểm thứ nhất này, cái tem trên hộp nó phải phản quang là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó sẽ phải có là cái hộp nó phải còn nguyên vẹn nhé, và ở đây nó có một cái mã vạch hoặc là cái mã QR code để chúng ta quét này. Chị em nào quen quét mã vạch thì chúng ta cứ quét mã vạch, đào phần mềm iCheck về chúng ta quét nhé. iCheck đây, nhấp vào đó, chúng ta đưa vào chúng ta quét thôi đó, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck, như vậy là đảm bảo hàng chính hãng cho chúng ta sử dụng. Còn nếu mà chị em nào mà cần tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm này ý, thì mọi người cứ kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho mình theo số 0899 929 2333 để khi mà cần kỹ hơn thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày đã review một cái dòng sản phẩm mà khuyến khích đặc biệt phù hợp cho phụ nữ sử dụng đấy, thì các anh chị và các bạn nếu mà có nhu cầu chúng ta có thể tham khảo nhé. Rất là tuyệt vời luôn về cái công dụng của bột cần tây, và đặc biệt là Sitokata là một cái nhãn hàng rất là uy tín ở trên thị trường, và sản xuất cái bột cần tây này nó nổi đình nổi đám trên thị trường đấy, cho nên là sử dụng bột cần tây rất là tốt. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải tìm được những cái sản phẩm mà nó đáp ứng những cái công nghệ hiện đại nhất và nó an toàn cho chúng ta, cũng như là cái hàm lượng chất dinh dưỡng ấy nó cao nhất để chúng ta sử dụng, thì Sitokata là số 1 thị trường rồi mọi người nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi, và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào.